khỏi chiếc Alili. Alili à? Nó hiếm dữ lắm luôn, bởi vì là ở Di Động 2 cũng có ghép, nhưng mà ghép cho mấy đứa mà sơn gan mà đeo được mặt thôi. Ngày hôm nay Sang chuẩn bị đi đón một cái ca cũng bệnh nhặt nghèo, cháu bé gia đình có số nghèo nằm ở tại bệnh viện Trung ương Hà Nội, thì được những người dân ở đó thì đã cho tiền để mua vé máy bay bay về lại Sài Gòn. Sang tiếp tục vận chuyển đưa về bệnh viện Rạch Giá, thì theo cái sự yêu cầu của các bác sĩ cũng như bệnh viện đưa cháu về Rạch Giá để mà làm cái ca ghép ghép thận như thế nào, thì cái đó là cái về chuyên môn Sang chỉ làm đúng trách nhiệm để đưa bệnh nhân tiếp về Rạch Giá. Mời cả nhà theo chân Sang về Rạch Giá nha cả nhà. Ra sân bay trước. Rồi, xin chào cả nhà. Tại con và sư phụ đã tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi nha cả nhà. Đây, sư phụ nay bận trang phục chống dịch. Đây là cầu vượt lên sân bay. Vô ra trong nước của chùa này. Tới rồi nha cả nhà. Sư phụ đang vô. Đi ra đang ra sư phụ ơi. Đây là mẹ và bé của mẹ và bé bên nha cả nhà. Đó, cháu bệnh đó. Cháu không có khẩu trang hả vậy? Có, mà nó không chịu đeo á. Ủa, tôi vừa cháu. Rồi, cho cháu lên. Rồi, cho cháu. Bảo để em sách cho, cho lên xe ngồi đi, em tạm sách lên cho. Tới Rạch Giá luôn. Tới xe rồi. Rồi, bốn giờ thì để bỏ cho nó bốc tay. Rồi.
xuống dưới mà có được không? Sân bay này ngày Tết cũng bà con về quê cũng đông lắm nha cả nhà. Tình hình dịch cũng đang căng mà ngày tư ngày Tết thì bà con phải tranh thủ nhau về quê. Rồi sau khi nào lạnh quá nữa nha. Rồi cái nước này coi ra bỏ đi. Lấy nước suối uống lên đây. Bỏ cái ly đó vô này nè. Bỏ ly vô này luôn cũng được. Đúng rồi. Nước suối trong này nha. Rồi, rồi, rồi mời cả nhà theo hành trình ăn thịt giá cả nhà. Rồi mời cả nhà lên đường nghe cả nhà. Bây giờ xuất phát đi từ sân bay ra. Ở sân bay bà con về quê ăn Tết nhiều quá chứ bộ. Hả? Bà con về quê ăn Tết nhiều quá. Đúng rồi. Này ra trong nước nha cả nhà. Ra trong nước. Bố xuống ai cũng dòm hết mà. Rồi thôi chào cả nhà nha cả nhà. Của bé giờ hiện tại giờ sao chị? Bé em là bị bệnh sơ gan. Sơ gan hả? Giờ đang điều trị ở Hà Nội để mà ghép gan á, mà do dịch Covid á, cho nên là mấy cô đang theo dõi để chuẩn bị ghép gan qua Tết ghép gan á. Xong rồi tại vì dịch sợ dịch nó bùng phát á, cho nên mấy cô chưa về. Giờ bệnh đó thì nó cũng chưa có mất, nó còn viêm phổi, cho nên là chuyển đi về bệnh viện tỉnh đi điều trị cái phổi. Bây giờ về mình về bệnh viện tỉnh ở Thạch Giá đúng không? Dạ. Về để điều trị phổi. Dạ. Bé bệnh là lâu chưa chị? Bệnh 2 năm mấy rồi. Rồi hiện tại chị làm cái gì? Em ở nhà dưỡng nó thôi chứ em đâu làm gì đâu. Ủa mà chị ở quê ở Kiên Giang mà sao lại nhập viện bé ở ngoài Hà Nội rồi sao? Hội chứng gì chứ chị? Hội chứng Aguilin.
À, Lily. Dạ. Nó hiếm dữ lắm luôn, bởi vì ở Di Động 2 cũng có ghép, nhưng mà ghép cho mấy thuốc là sơn gan mà đeo được mọc thôi. Cho nên là em mới ra Hà Nội. Em ra được 2 lần rồi. Ra ngoài Hà Nội 2 lần rồi. Dạ, lần sau này là chị ra được bao thời gian là bao lâu rồi? Nhập viện. Lần trước thì em ra không có nhập viện, mà lần này ra nhập viện điều trị luôn. À, lần này được ra 10 ngày. 10 ngày rồi. 10 ngày là bùng phát dịch là bác sĩ cho về. Dạ. Nó cũng hơi đỡ rồi. Lúc mà ra ngoài nó cũng yếu lắm. Giờ nó cũng đỡ rồi, nó tỉnh táo rồi. Giờ bác sĩ cho về để cái điều trị cái phòng qua Tết ngoài ra nữa. Qua Tết ra lại nữa. Dạ. Rồi chị cháu bệnh bị bao lâu rồi? 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi. 31 tháng. Bệnh này là bệnh bẩm sinh. Bệnh bẩm sinh luôn hả? Dạ. Bé này là nó bị bệnh hết. Bé được 31 tháng mà bị 2 năm rưỡi rồi hả? Ba bé đâu chị? Ba bé ở nhà sàn. Ở nhà ở dưới Lạch Giá thôi. Lạch Giá. À. Nhà em thì ở Bình Thuận. U Bình Thuận Cà Mau hả? Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ. Tại vì ba bé đi làm ở trên đó. Rồi mình được mấy cháu? Cháu là cháu này thôi hả? Rồi cuộc sống mình lúc mà bé chưa bệnh thì lúc trước chị làm gì? Em học ra trường, em học kế toán. Kế toán hả? Dạ. Nhưng mà lúc trước em làm bên bảo hiểm công việc á, mình sanh bé xong đó rồi bé bệnh rồi em không có đi làm luôn. Dạ. Nói chung là 2 năm mấy em lo chạy chữa cho bé thôi, cho nên là cuộc sống rất khó khăn thôi. Dạ. Ở ngoài Hà Nội chị ra ngoài là có quen biết ai ngoại không? Hay là có mạnh thường quân ngoại không? Không có quen biết mà ở trong này là lúc trước là em nghe ngoại em nghe là có anh Nguyễn Xin á. À, anh Nguyễn Xin. Anh có em có đăng lên mạng để mà giúp cho bé có tiền cái ghen á, thì anh có xe cái bài em về và xác minh á. Có một số tiền để đi ra ngoài điều trị. Rồi nằm từ cái lúc mà cháu bệnh tới nay là chi phí tổng của mình là hết khoảng bao nhiêu rồi chị nhớ không? Em cũng không nhớ, nói chung là mấy trăm triệu có, 3-400 triệu. Bình quân một ngày mình nằm viện ở Hà Nội là bao nhiêu tiền một ngày? Có bảo hiểm thì cũng đỡ, nhưng mà chi phí đi lại nè, ăn uống thì cũng nhiều. Mà bữa đó đi ra ngoài là điều trị tổng cộng là hết 5 triệu là có bảo hiểm rồi luôn á. Tại vì nhiều cái xét nghiệm á mình không có chi trong cái khoản bảo hiểm cho nên mình phải trả tiền. Ra ngoài mười mấy ngày cũng tốn cũng mấy triệu. Có một mình chị nuôi hả? Dạ. Rồi ông bà nội, ông ngoại rồi còn hai chục. Tim mạch đó cho nên là không có đi được. Còn ông ngoại thì ở nhà, nói chung là nhà thì cũng khó khăn mà cũng mần gãy này kia đó, cho nên là bên ngoại thì không có hỗ trợ được. Còn em thì em có bên nội thằng này, bên bà nội thì ông nội mất sớm chỉ có bà nội thôi. Còn bà nội thì đi máy bay không được, ở nhà cũng lo ở nhà để cuộc sống thì cũng chồng cái nọ gì đó. Dạ. Cho nên là em cảnh thấy em đi được một mình thì em cố gắng em đi, nói chung là cũng khó khăn lắm. Như đồ đạc là em đi một mình thì em đi tới đâu thì nhờ người ta giúp tới đó gì đó. Dạ. Xách đồ này tiếp người ta giúp. Chứ bây giờ mà con bệnh mà không có nhà mà ba nó cũng đi theo mình luôn, không có tiền đâu trang trải. Ba là hiện tại là công việc ở nhà là công việc làm gì? Ba làm công an. Công an là bên cảnh thủy. Dạ. Là công an biển. Cơ động cảnh thủy. Cơ động nhưng mà làm bên cảnh thủy là cái đội huấn luyện chó. À. Dạ. Là bên đó thu nhập cũng trang trải đủ cuộc sống mình không chị? Không có đâu, đâu. Lương thì một tháng thì không tới đâu 10 triệu đâu, nhưng mà chi phí rất là nhiều. Nó bệnh này là mỗi một tháng vậy là em
phải đi. Lúc trước không có đi ra Hà Nội thì một tháng như là em phải đi ra ngoài bệnh viện Đồng Nai một lần. Mà nó khỏe khỏe thì về nhà, còn nếu mà không khỏe thì phải nhập viện ở đó cả tháng. Yeah. Dạ. Nhập viện ở đó cả tháng rồi mới về. Xong rồi cứ vậy 2 năm mấy, hay là cứ ở bệnh viện giống như là nhà vậy đó. Cứ đi đi về về, đi đi về về. Hồi nhỏ thì cũng có bà nội theo để hỗ trợ. Lớn thì em cảm thấy tự lo được á, cho nên là thôi mà nổi theo thì cũng tốn tiền, tiền ăn này kia nọ rồi chi phí đi nữa, rồi em phải cố, em cũng cố gắng để em lo một mình vậy đó. Cho hỏi cái lời chị có thể cho cái khán giả biết cái số điện thoại chị được không, có cái khán giả bên cộng đồng mạng là Mạnh Thường Quân có thể giúp đỡ cho chị một số ít, có thể đọc số điện thoại lên list cho mình. Dạ, số điện thoại của em là 0947 326 373. Đọc lại giùm em một lần nữa. 0947 326 373. Rồi. Dạ. Rồi thôi giờ cũng mới tới cao tốc à. Dạ. Em đi chạy cao tốc cũng tới chèo mới tới dưới á. Dạ. Rồi mẹ con dán ngồi ở sau có nước đồ, nó suối rồi bên đây nè anh chị. Rồi. Rồi đã tới bệnh viện rồi cả nhà. Trước chạy trước quẹo trong phải vô. Đây sau mấy 5 tiếng đồng hồ chạy xe thì cũng đã tới bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang rồi cả nhà. Trước quẹo vô đường đối xuống đó. Sản Nhi tỉnh Kiên Giang đó, đây nè, quẹo vô đây nè. Bệnh viện này nằm ở thành phố Rạch Giá nha cả nhà. Bệnh viện này nha. Đây. Cứu đồ. Cấp cứu anh đó kìa thục hả? Cứu nhì đó. Thôi thôi vụ đã hoàn thành nha cả nhà, giờ đưa bệnh nhân xuống thôi. Em ngồi đợi chút mới lấy tờ lên. Cái giấy tròn nó ký vào cái giấy bên mình. Dạ dạ. Đi sư phụ vô làm thủ tục nha cả nhà. Rồi rồi rồi. Em sẽ cho bệnh nhân ghi cái giấy. Lệnh đưa xe. Rồi ca này chuyển xuống khu vực cách ly để tiếp tục điều trị nha cả nhà. Thì thực sự ra nó ở ngoài trung ương chuyển vô thì nó cũng ổn rồi, người ta đã kiểm tra kỹ rồi nhưng mà người ta muốn làm kỹ hơn nữa để người ta cách ly và người ta test thêm một lần nữa cho nó chắc ăn để đảm bảo sự an toàn, thì cái đó là làm đúng quy trình của Bộ Y tế. Mặc dù mình là người vận chuyển đi, mình cũng phải gắng cố gắng mình giữ cho kỹ để đảm bảo được sức khỏe cho mình và đảm bảo cho cộng đồng nữa. Đó là quy trình là vậy. Rồi mời cả nhà tiếp tục theo dõi nha. Sang lại tiếp tục đưa đi qua khu vực sàng lọc nha. Mời cả nhà theo chân của Sang nha. Đi cùng với y tá với lại bác sĩ ở bệnh viện. Đưa thẳng vô khu vực sàng lọc luôn. Bác sĩ nhảy qua xe kia đâu dám đi chơi mình luôn. Sợ thấy con chưa phụ vô bỏ nó tiêu vô hết rồi, bỏ chạy vô trong hết trơn. Đấy mà cũng cứu đồng lắm. Ừ, để gần nó giãn hết chân luôn.
Đây là xe của bệnh viện cả nhà. Xe của bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang dắt đường đi. Đây tới bệnh viện Đa khoa Kiên Giang ở nhà. Đây là khu cách ly tập trung. Rồi cả nhà, kéo cửa lên chuột. Đúng rồi, anh đi ra bên ngoài đúng rồi. Tôi sợ mất công lại nhiễm cho anh đó. Lây nhiễm mày, con cái nó bệnh cho mày mà lây nhiễm. Đi ra chỗ khác rồi thì ra bệnh viện nha. Điều khỏi rồi thôi. Đây là bệnh viện Đa khoa nè, Đa khoa Kiên Giang. Sợ cái vụ Covid nó đứng gần lây nhiễm, anh kêu không đến sức dạ, anh chứ không chửi. Bỏ tay. Rồi, chào cả nhà. Đây là ba cô bé là chồng của chị Triều Tiên. Rồi, anh hay tin chạy về bao lâu rồi anh? Em thấy ngày hôm qua anh ơi. Qua này hả? Dạ. Rồi anh ra tới đây rồi lúc nào? Em ra lúc chiều anh ơi. Chiều hả? Dạ. Nhà mình gần đấy không anh? Dạ, nó làm việc em gần đây. Làm việc em gần đây hả? Dạ. Anh làm gì? Làm bên công an anh ơi. Công an hả? Dạ. Công an ở thành phố Rạch Giá luôn anh? Dạ. Anh có thể cho em biết cháu mình, con mình bệnh thời gian bao lâu rồi? Nó bị bẩm sinh anh, nó bị xơ gan teo đường mật á. Dạ. Anh nói lớn lên cho em nghe không? Nó bị bẩm sinh á, bị xơ gan teo đường mật. Dạ. Dạ. Dạ bác sĩ giờ chuyển về đây là hướng giải quyết của bác sĩ sao anh? À, tại vì dịch nó ngoài bùng phát quá à, nó bây giờ nó cũng ổn rồi. Bác còn bị viêm phổi á. Ở ngoài như trung ương nó chuyển về đây đặng cho nó điều trị cái viêm phổi, chừng nào dịch nó hết rồi, hết bùng phát rồi mới chuyển đi ngoài trị tiếp. Là ngoài đó hết dịch rồi chuyển quá nương rồi rồi Hà Nội. Dạ, dạ. Rồi qua chị đi máy bay về. Ủa, sáng này chị đi máy bay về là cái chi phí đó có ai hỗ trợ không anh? Cũng có một cái anh làm ở bán cái máy bay cũng hỗ trợ một phần, anh nói tên Hoàng. À, dạ. Máy bay mình đi lỏng chi phí ngoài đó về đây là bao nhiêu? Em cũng không có hỏi, nó tầm khoảng hai mẹ con khoảng triệu ngoài. Triệu ngoài hả? Dạ. Rồi anh có đi theo chị ra ngoài Hà Nội nuôi bé không hay là nữa không đây vậy? Có lúc đi nhập viện em có đi ngoài, vợ em nhập viện rồi em mới về trong này em đi làm. Dạ. Dạ. Rồi chờ chút bác sĩ chưa cho vô, phải chờ coi có cách ly không nữa. Tại mình đang ở ổ dịch đi về á. Thì gia đình mình ráng chờ xíu nha anh. Giờ là quá trình để thay đổi cho anh lên xe ngồi với bé để cho mẹ xuống làm thủ tục giấy tờ nha cả nhà. Lấy bộ đồ cho chạy bạn luôn mới xuống rồi chứ rồi. Cầm bộ đồ á, mở cửa sau lấy luôn. Thôi bỏ cho nó mặc luôn. Phải luôn phải không? Đó, đẩy luôn, đẩy luôn. Giấy tờ tí là nè chị ơi. Cầm giấy tờ. Tông không quay phim được nghe nha, nghe nha, thông cảm nha. Sao rồi chú Bù? Giờ quay trở lại Sản Nhi đây, chị sao rồi? Giờ quay lại Sản Nhi cho nhập phải không? Cho nhập. Làm khó nhau không?
Anh đã đi luôn hả? Anh đi xe gì hả? Đi chung luôn hả? Chung luôn rồi. Rồi bây giờ lên đường quay lại sẵn với đi nha cả nhà. Rồi cuối cùng cũng được vô nha cả nhà. Thôi đấy. Đi đóng, đóng, đi đóng, đóng. Đưa tâm luôn. Tâm không quay được nghe cả nhà, chắc quay tới đây nghe cả nhà rồi. Sư phụ đang đưa vô nha. À, cuối cùng chạy tới Trà Lui thì chạy qua bệnh viện Đa khoa của tỉnh đã kiểm tra. Đã kiểm tra về cái vấn đề Covid thì coi như là ổn, không có gì hết. Rồi bắt đầu quay dịch trở lại đây cho hai mẹ con nhập viện. Rồi cuối cùng hai mẹ con được nhập viện. Rồi qua đây Sang cũng kết thúc hành trình. Rồi chúc cho hai mẹ con rất nhiều sức khỏe. Giờ mấy con phải dọn không? Ở tìm lên hết trên xe. Đóng luôn rồi nha. Đóng luôn. Rồi. Rồi. Dọn xe đi chú ơi. Chào cả nhà đi chú. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha. Đi hôm nay chút xíu nữa đi rửa xe. Rồi. Bye bye cả nhà. Và nhớ nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Hội Thiện Nguyện Bidet nha cả nhà.